bi kịch gia đình có ba thế hệ đều chết vì sét đánh trúng ở cùng một địa điểm. Câu chuyện có vẻ kỳ bí và siêu nhiên, tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh, thực tế xảy ra với một gia đình người Italia khi ba thế hệ trong một gia đình bị sét đánh chết tại cùng một địa điểm. Năm 1899, một người đàn ông thiệt mạng vì bị sét đánh khi đứng tại sân sau của một ngôi nhà ở Taranto, Italia. 30 năm sau, con trai ông cũng chết vì lý do tương tự và cũng chính ở vị trí này. Trùng hợp là thảm kịch này tiếp tục xảy ra với cháu trai của ông vào ngày 8 tháng 10 năm 1949, cũng ở cùng một địa điểm. Bi kịch khủng khiếp này cho tới nay khoa học vẫn chưa thể lý giải nguyên nhân. Tuy nhiên, câu chuyện ở Italia không phải là duy nhất. Một gia đình hút sét khác ở Mỹ cũng trở nên nổi tiếng khi bốn thế hệ trong một gia đình đều trải qua cảnh bị sét đánh. Gia đình Olison ở Mỹ cũng gặp phải tình cảnh bi thương tương tự. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 5 năm 1899 khi Chick Olison, 23 tuổi, tới thăm vợ sắp cưới và bố mẹ vợ tương lai. Sét bất ngờ đánh trúng ngôi nhà khiến Chick thiệt mạng trong khi hai người còn lại không hề hấn gì. 20 năm sau, năm 1921, anh trai của Chick, Oli, khi đang đi kiểm tra gia súc trong một đêm mưa bão mùa hè bất ngờ bị sét đánh chết ngay trước cổng trang trại. Gia đình Olison kể từ đó bắt đầu sợ sét. Chị gái của Chick, Chithin, những năm sau đó luôn sống trong nỗi lo bị sét ghé thăm bất cứ lúc nào. Năm 1941, cháu trai của Chithin là Bill tới thăm bà. Vào buổi tối hôm đó, một cơn bão ập tới, Chithin do lo sợ thảm kịch xảy ra với hai em trai lặp lại, quyết định đánh thức cháu trai và đưa thằng bé ra ngoài xe. Khi họ đang đi qua phòng khách, một tia sét đánh xuyên qua tường, may mắn thay không ai bị thương. 20 năm sau, năm 1961, một tia sét dạng quả bóng xé toang mảnh trời trước khi đánh trúng chiếc máy nướng trong căn bếp tại nhà Bill, anh ta và con nhỏ của mình ở gần đó may mắn thoát nạn. Tới năm 1966, em họ của Bill, Connor, đang tản bộ ngoài đường thì bị sét đánh trúng. Connor không chết mà chỉ bị liệt một phần cơ thể. Vài năm sau, Bradley Hamber, thế hệ thứ tư của nhà Olison, tới thăm bà ngoại của mình suýt bị sét đánh trúng. Hamber cũng là người cuối cùng trong gia đình bị sét hỏi thăm. Nhiều người sau khi nghe câu chuyện này cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng gia đình Olison tin rằng các thành viên trong gia đình họ có khả năng hấp dẫn sét. Đó có thể là do yếu tố di truyền hoặc xuất phát từ một thế lực siêu nhiên nào đó. Loài trăn khổng lồ nặng 1 tấn từng thống trị trái đất. Với kích thước dài khoảng 13 mét, nặng khoảng 1,1 tấn, bề ngang cơ thể rộng khoảng 1 mét, trăn Titanoboa là loài trăn khổng lồ nhất trên trái đất. Với kích thước này, trăn Titanoboa có thể nuốt chửng một con bò hay thậm chí là vài người trưởng thành một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thật mừng là loài trăn này từng sinh sống khoảng từ 60 đến 58 triệu năm trước trên trái đất, đến nay đã hoàn toàn biến mất. Các khoáng thạch của 28 cá thể Titanoboa được tìm thấy trong các mỏ than tại Cerrejón ở miền Bắc Colombia vào năm 2009 khiến cho các nhà phát hiện bất ngờ. Khoảng 60 triệu năm trước, sau thời điểm khủng long bị tuyệt chủng, Titanoboa bắt đầu trỗi dậy trở thành loài săn mồi lớn và hung dữ nhất hành tinh. Lượng cơ bắp chúng sở hữu đủ để nghiền nát mọi con mồi, kể cả cá sấu khổng lồ. Theo nhiều chuyên gia, lý do loài trăn này có kích cỡ khủng khiếp như vậy, một phần là vì khí hậu. 60 triệu năm trước là thời điểm khí hậu rất ấm, làm tăng lượng oxy có trong không khí và khiến cho nhiều loài bò sát phát triển đột biến. Giả thuyết này được cho là hợp lý, bằng chứng là các loài họ rắn lớn nhất hiện nay đều sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới. Không có đối thủ xứng tầm, Titanoboa đã hoành hành trên mặt đất trong hàng triệu năm, nhưng rồi chúng cũng không thắng nổi một yếu tố đã khiến bao loài vật khổng lồ khác phải nằm xuống: biến đổi khí hậu. Thời tiết nóng ẩm đã giúp trăn Titanoboa đạt kích cỡ vô đối, nhưng rồi cũng chính thời tiết là nguyên nhân khiến chúng tuyệt chủng. Theo các chuyên gia khảo cổ, đã có thời điểm nhiệt độ toàn cầu sụt giảm trong nhiều năm mà đối với động vật máu lạnh như rắn, chúng sẽ không cách nào sống sót. Ngoài ra, việc phải di cư thay đổi môi trường sống cũng góp phần không nhỏ khiến loài vật này biến mất, nhường chỗ cho nhóm bò sát có kích cỡ nhỏ bé hơn. Bí ẩn vùng đất của bầy hổ mang chúa khổng lồ.
Quentin Gates, Ấn Độ là vùng đất rộng mênh mông, bao quanh dãy núi chạy dọc bờ biển phía tây Nam Ấn Độ. Đây là vùng đất bí ẩn nhất thế giới. Vùng đất này rộng tới 16.000 km2 được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đây là vùng đất cực kỳ đa dạng sinh học, có vô số loài vẫn chưa được khám phá ở vùng đất này. Rắn hổ mang chúa xuất hiện khá phổ biến ở vùng đất Nam Á. Tuy nhiên, ở vùng đất này, loài hổ mang chúa đang dần suy kiệt bởi sự săn bắt và thu hẹp môi trường sống. Hiện đây được coi là nơi mà số lượng loài hổ chúa còn nhiều nhất trên thế giới. Nhiều khu bảo tồn rắn hổ chúa đã được quy hoạch ở Quentin Gates để bảo tồn loài rắn này. Việc bảo tồn loài hổ chúa ở vùng đất này rất thuận lợi bởi người dân Quentin Gates rất tôn trọng rắn hổ chúa, coi chúng như thần linh, không bao giờ giết loài rắn này. Môi trường sống phù hợp được bảo vệ nghiêm ngặt nên hổ chúa Quentin Gates có điều kiện phát triển rất tốt, đạt kích thước cực đại. Chúng sống được tới 30 năm và không bao giờ ngừng phát triển, đó chính là lý do có thể gặp những con rắn chúa khổng lồ ở Quentin Gates. Các nhà khoa học nghiên cứu về hổ chúa từ khắp thế giới đã đến vùng đất này và ghi nhận hổ chúa ở đây có thể đạt kích cỡ tới 7 mét, nặng gần 20 kg. Quentin Gates là nơi ẩm ướt nhất hành tinh, 40% lượng nước của Ấn Độ được cung cấp bởi những con sông suối bắt nguồn từ đây. Môi trường ẩm ướt phù hợp với rất nhiều loài bò sát, gồm những loài có nọc độc, trong đó hổ mang chúa thống trị các loài, vì thế Quentin Gates còn được coi là vùng đất chết chóc. Từ nhiều năm nay, cư dân đã mở rộng môi trường sống vào vùng lõi Quentin Gates, nhiều ngôi làng đã mọc lên bên trong, nhưng điều đặc biệt là người dân và loài hổ chúa đã chấp nhận sống chung với nhau. Cư dân xây dựng nhà cửa, phát rừng làm nương, trồng cây lương thực đã thu hút loài chuột tìm đến cộng sinh, rắn săn chuột cũng tìm về những ngôi làng để săn chuột. Hổ mang chúa là loài ăn thịt đồng loại, đặc biệt ưa thích rắn săn chuột, nên chúng cũng tìm về các ngôi làng để săn mồi. Mỗi năm, rắn hổ chúa thay da 4-5 lần, sau khi thay da, chúng thường tìm nơi ấm áp để trú ẩn. Những ngôi nhà của con người là môi trường lý tưởng để chúng trú ngụ chờ đợi lớp da mới cứng cáp hơn. Thế nên, việc các cư dân phát hiện hổ mang chúa trong bếp, trong phòng ngủ, trên mái nhà là việc xảy ra hàng ngày. Người dân và loài rắn chúa có thể chung sống hòa bình, chấp nhận để chúng trú ngụ cho đến khi thay da xong. Con người không tấn công chúng, nên chúng cũng không có lý do gì để tấn công lại. Những gia đình nào sợ hãi loài hổ chúa không muốn chúng ở trong nhà thì có thể gọi nhân viên của các khu bảo tồn đến bắt chúng và thả vào rừng. Ở Quentin Gates có hàng ngàn nhân viên làm công việc cứu hộ rắn hổ chúa cũng như các loài khác. Riêng công việc cứu hộ loài hổ mang chúa khi chúng lạc vào nhà dân cũng đã quá vất vả và nguy hiểm. Nọc độc của hổ mang chúa vô cùng kinh khủng. Một cú đớp của hổ mang chúa sẽ cướp mạng con voi nặng vài tấn. Lượng nọc độc trong cơ thể hổ mang chúa đủ giết vài chục người. Tuy nhiên, rất ít trường hợp ghi nhận hổ mang chúa cắn chết người ở Quentin Gates. Loài hổ mang chúa chỉ tấn công tiêm nọc độc vào con người khi con người tấn công giết hại chúng. Phần lớn các cú đớp của nó không có nọc độc, hoặc nó chỉ tiêm lượng nọc độc cực ít qua răng nanh để đe dọa con người. Khi bị dồn vào đường cùng, nó mới nhả lượng nọc lớn. Loài rắn này có khả năng kiểm soát lượng nọc độc trong khi tấn công. Các nhà khoa học đến từ phương Tây đã có nhiều cuộc nghiên cứu về hổ mang chúa ở Quentin Gates, thậm chí gắn thiết bị theo dõi vào những con hổ chúa khổng lồ. Tuy nhiên, rắn vua vẫn là loài cực kỳ bí ẩn. Sự hiểu biết của con người về rắn hổ chúa gần như vẫn bằng không. Ba nghìn người xếp cờ tổ quốc, hát quốc ca xác lập kỷ lục. 3.000 người tạo hình cờ tổ quốc, sau đó đồng thanh hát quốc ca. Trên huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã xác lập kỷ lục Việt Nam về số người hát quốc ca trên biển lớn nhất từ trước đến nay. Chiều ngày 29 tháng 6, tại thắng cảnh Hàng Câu, xã An Hải huyện Lý Sơn, khoảng 3.000 tình nguyện viên của tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia xếp hình lá cờ tổ quốc và sau đó hát quốc ca trên biển. Các tình nguyện viên cùng mặc hai sắc áo đỏ vàng, tượng trưng cho hai màu trên lá cờ tổ quốc. Với số lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay, kỷ lục này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận và cấp bằng. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong tuần lễ văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ nhất năm 2018. Tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn với chủ đề Lý Sơn một truyền thống, một bản sắc vừa được khai mạc sáng nay, ngày 29 tháng 6 và sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 7. Tuần lễ văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ nhất
Năm 2018, còn diễn ra nhiều hoạt động nổi bật khác như lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch, chương trình đón bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đảo Bé, chợ đêm ẩm thực Lý Sơn. Đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch, loại hình du lịch của Lý Sơn đến với du khách.